Everything, material, everything is up 16 times. 1400. You look at $84,000 probably, just for infrastructure. If you were to take a slab space. Yeah. A slab. Yeah. Because you're getting all of the improvements. Yeah. Okay. I mean, the only thing I would do, that's just me, is I'd paint all the walls. You're right. It's very sweet. Yeah. Paint new color, right? Yeah. I'd lighten up the rest a little, but. Okay, so let me ask you, 1400 square feet. The other day you said somewhere about 4400 to 4500, everything, right? Can you tell me how many dollars for the square feet, please? I mean, you know, something like that. I thought I sent you an email, did I not? No, you said $30. $30 a square foot? Yes, you're right. Yeah. Yeah. Let's see. Sorry, I'm getting sidetracked now. When I go into my email, I get too many. It's okay. Yeah. The other day, you told me around $4,500 for the rent, for everything. You know. I didn't send you anything. Whatever I told you. Here we go, Tony. Here we are. I sent you the commercial lease application and But you sent me. You said 1,400 square feet. The rental rate is 30, 3 months free. You asked for 4. Yeah. I have to get it approved, but I'll try. Okay, yeah. I'll do my best. I can't authorize that. And then TI-10. I mean, you don't really need anything except paint. Yeah, you're right. I mean, and some thinking, okay? I mean, everything's in good shape. You can change it if you want. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lee Houston. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ hai, một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thì trong cái video này, Tony sẽ có hai cái chủ đề để chia sẻ với các bạn. Chủ đề thứ nhất là thông báo. Chủ đề thứ hai là mời các bạn theo chân Tony đi khám phá một cái location. Và Tony muốn các bạn góp ý kiến, bình luận bên dưới để chia sẻ với Tony coi là Tony có nên lấy cái location này để mở chi nhánh thứ hai hay là không. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề thứ nhất trước, đó là thông báo. Thì hiện tại bây giờ sau khi mà tiệm nail của Tony đập lột xác, bây giờ reopen lại thì Tony tìm thêm thợ nail, tức là thêm thợ các bạn nhé. Đang tuyển thêm thợ chuyên tay nước, thợ bột. Nó tóm lại là tuyển thêm thợ nail. Nếu cô chú bác anh chị nào đang có nhu cầu tìm việc làm nail á, thì có thể bình luận bên dưới để mà bà xã của Tony sẽ liên lạc lại với cô chú bác anh chị em út để mà nói về cái chuyện làm nail tại cái chi nhánh thứ nhất các bạn nha. Rồi nếu các bạn làm nail chung với Tony thì các bạn có những cái quyền lợi sau đây. Bây giờ mình nói luôn nè các bạn nha. Thứ nhất là các bạn sẽ được tiền thưởng mỗi tuần, rồi đó là một chuyện. Thứ hai là các bạn sẽ được vui vẻ yêu đời tích cực, không quọ quọ. Thứ ba là các bạn sẽ có tiền đi Việt Nam mỗi năm, tức là vé đi Việt Nam mỗi năm đó các bạn. Đó là ba cái quyền lợi mà các bạn làm nail chung với Tony. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ thì Tony sẽ mời các bạn theo chân Tony đi vào cái location này nè, để mà coi là Tony có nên mướn cái chỗ này để mở cái chi nhánh thứ hai hay là không. Thì trước khi đi vào bên trong đây các bạn nhìn kỹ nha, trước khi đi vào bên trong thì Tony xin chia sẻ thêm là như thế này, là cái này á là một cái tiệm nail, tức là cái location này người ta đã build cái tiệm nail sẵn ở bên trong đó rồi. Bây giờ mình vào bên trong đó là mình chỉ bỏ đồ vô rồi mình grand opening rồi mình làm được đó các bạn, tức là mình không tốn tiền build. Nhưng bây giờ mình phải đặt một cái câu hỏi là tại sao người ta build mà người ta không làm. Tức là cái câu hỏi đó là Tony đang suy nghĩ và đang đặt ra. Nhưng mà chút xíu nữa mình vào bên trong đó mình khám phá đi các bạn ha. Và các bạn đừng quên để lại những cái comment để chia sẻ ý kiến của các bạn cho Tony biết vậy để mà Tony có nên làm hay là không làm các bạn nha. Tại vì một ý kiến thì có thể không nhiều, không hay bằng nhiều ý kiến các bạn. Đây là cái location mà Tony chuẩn bị đi vào bên trong đó này. Mời các bạn theo chân Tony nhé. Trước khi đi vào bên trong thì Tony mời các bạn xem một vòng cái khu shopping center ở đây các bạn nha. Mời các bạn theo dõi.
đây nè các bạn. Thì đó, cái khu shopping center này là mới build các bạn nha, chưa đầy 1 năm tuổi, chưa đầy 1 năm tuổi. Thì nó rất là busy các bạn, hầu như là đa số là được mướn hết rồi các bạn. Đây, nó có nguyên một cái khu chung cư chà bá lửa phía sau đó. Cái khu này là khu có thể nói là khá giả đó các bạn. Cái khu này nó gọi là North Point. Thì cái chung cư đó đó một phòng thôi là 1.000, 1.200 một phòng đó các bạn. Hai phòng thì 1.500, 1.600 gì đó. Nó tóm lại là cái khu chung cư đó cũng rất là đông người Mỹ ở, đa số là Mỹ trắng các bạn. Rồi, à, bên kia cũng vậy, cũng à, cũng có McDonald's, rồi cũng có cái bệnh viện. Nè các bạn thấy không? À, bây giờ tôi này sẽ cho các bạn thấy bên ngoài trước nha. À, trời nắng chang hòa ấm áp nè các bạn ơi. À, đây, nè các bạn ơi. Chung cư right here, à, chung cư over there. À, người ta có thể đi bộ à, từ ở phía bên trong này đi đi vô cái khu shopping center này các bạn ha. Đây, cho các bạn nhìn kỹ nha. Tất cả những gian hàng đều đã có người mướn hết rồi các bạn. Tức là nó tóm lại là nó sầm uất đó các bạn. Nó có quán bar của người Mỹ, nó có nhà hàng của người Mỹ, nó có nhà hàng của người Ý, nó có nhà hàng sushi. Sushi luôn nè các bạn. Kìa, kìa các bạn thấy chữ sushi không? Đó, sushi luôn ha. Rồi có thác cò của người Mỹ ha, rồi có dry clean. Rồi đây là cái văn phòng nha sĩ gì nè, nó mới build nè, chà bá lửa gì nè. Đó. Rồi chung cư thì everywhere bao bọc bởi những cái chung cư các bạn, dân số nó cũng rất là đông. Đó. Rồi bên đó là McDonald's. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào khám phá bên trong các bạn ha. Hopefully the right key. Ồ dạ. Bây giờ mình chuẩn bị đi vào bên trong cái location, cái space để mà coi nè các bạn. Cái chỗ này á là ngày xưa nó là tiệm nail, người ta mới vừa mở lên cũng chưa được bao lâu. Ok. Can we go? There's no power, so I brought my flashlight. Oh, okay, yeah, yeah. You know, that should be light enough. Okay. So, 1400 square feet. Yep. Okay. Đây này các bạn. Ngày xưa là tiệm nail. Đó, thì đây, đây là những cái bàn nail. Ba bàn bên này. À, ba bàn bên kia. Giờ đây là cái counter. Còn đây là cái chỗ mà build sẵn luôn, thần tài thổ địa bằng gạch luôn, bằng đá luôn nha các bạn ha. Bằng đá hết nè các bạn. Đó. À, người ta build lên được có mấy tháng rồi, không biết gì cái lý do gì đó, rồi bây giờ người ta dọn ra, người ta không có làm nữa, người ta cũng không có bán luôn mà người ta dọn ra đó các bạn. Đó, đây đây là cái trần nhà nè các bạn, thấy không? Cái trần nhà thì nó đã đập vào mắt của Tony rồi, tức là nó đẹp đó các bạn. À, còn đây là cái camera ngay chóc cái counter, camera ở bên đó, camera everywhere các bạn ha. Rồi tivi treo ở đây, à, tivi treo ở đây. Rồi đây giờ mình sẽ, tức là bên ngoài là bàn nail các bạn ha, bên ngoài là mình làm bột á đó, nó tóm lại là như vậy đó. Rồi xe của tôi này đậu đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bên trong khám phá còn có bao nhiêu cái ghế đây nè các bạn. Total là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ghế các bạn. Ok, cái tiệm này á là cái tổng diện tích là 1400 square feet. Thì cái người chủ á, trước á, người ta build là 10 cái ghế các bạn ha. 10 cái ghế spa trong này, 6 bàn nail ở ngoài kia. À rồi, đây. Đây là cái trần nhà nè các bạn, nhìn nè, cái trần nhà thì cũng quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Cái trần nhà này nó đập vào mắt của Tony, nó làm cho mình coi như là không thể nào mà chê được nữa đó các bạn, tức là đẹp đó các bạn ha. Cái tiệm này build cũng rất là nhiều tiền, ngày xưa Tony suy nghĩ là cũng khoảng 100 mấy 200 ngàn đô la ngày xưa build đó các bạn. Nếu bây giờ mà mình cầm 150 ngàn đô la mà mình build lên cái tiệm giống như thế này chắc là cũng khó lắm các bạn ha. Đây tôi này đứng ở ngoài cho các bạn nhìn nè. Đó, nếu mà bây giờ á mà cầm 150 ngàn đô la build lên cái tiệm 1400 square feet như thế này á, 10 ghế 6 bàn á mà trần nhà như thế này đó, chắc là cũng khó lắm các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào khám phá bên trong coi nó có bao nhiêu phòng quát, bao nhiêu cái restroom. Ok, đây là cái sink để mà khách hàng rửa tay cũng bằng đá luôn các bạn. Ok, so she got 10 spa chair ha. 10, yeah, 10. And how many table do you know before? Have you ever come here before? Đây là yeah, I've seen it when it was. I know these were
the chairs. Yes. And then, cái người này là cái người realtor. They could easily have 8 or 10. I don't know. Yeah. Okay. I am guessing. I don't know. You know that better than me. That's your business. Should be about 6 or 8. Somewhere about 6 or 8. Tại vì cái chỗ này bự lắm mà các bạn. Yeah. The counter right there. Yeah. Okay. I just talked to the neighbor right here, and then those neighbor told me that she moved out because maybe the rent raised it up on her. That's why, right? No, it's not. Oh yeah. I don't know. That. I can't go into the reasons why she moved out. It's personal between her and one of her owners. Oh yeah. It's okay. Yeah, that's all I can say. Okay. I can't say anything. But everybody's busy here. Look. Yes. It's not. It's just. What time is it now? It's not even 12 o'clock. There's tons of traffic. Yeah. Grab and go does well. The top sushi crushes it. Yeah. You've got people from the office building. Uh-huh. There's nothing more than I'd like to You're right. go get my nails done. You're right. You're not right. Not have to leave. Uh-huh. Where am I going today? Yeah. Captain Brad's is a huge crowd. Yes. Theirs is, I'd say, their business is probably out of 100%, I'd say, and I'm guessing, you know, 40% lunch, 60% dinner, but people come in. Yes. And then you've got this new restaurant, this end cap. Yeah. And you've got, this is men that come to this, the manly salon. But no, you've got a lot of, she was not doing well. There's okay. no question about that. Yeah, That's yeah. That's all I know. Okay. Besides that, I don't know. Okay, so. I love this though. Yes, me. Yeah, me too. The ceiling. Yeah. Yeah, beautiful. I mean, it really doesn't mean anything, but some painting. Yeah. Filling up holes. Yeah. Okay. Cosmetic stuff. I haven't been back here. That's why I brought my flashlight. What is it? Know. What is it? This is the red room? I think they probably did waxing in here. Oh, okay, okay. This is the waxing room. I'm guessing. Yeah. I don't know, okay. And this is the red room right here. Okay. So we don't have the lunch room, or she don't make the lunch room. Let's look back here. Let me see. Let me see. She's gotta have laundry. Okay. Oh, here it is. Here it is. Yeah. Okay, here we go. Washer and dryer. Washer and dryer right here. Okay, and you really don't have to do anything. Okay, and this is the lunch room. Okay, and this is the back door, right? Yeah. Can we open it or no? Of course. Oh yeah. Here we go. Yeah. Okay. Here, this is the laundry room right here, nè, các bạn. Còn đây là cái cửa sau nè, đó. Đó. Cái cửa sau thì các bạn thấy không đó? Đó. Bên đó là cái chung cư. À, đây là cái. Oh man, I like the backyard. You know why? So I can come out here, sit and relax. Actually, there's trees. Oh yeah, you're right. Oh man, it's nice. You have a few chairs. Yes, you're right. Have a chair right here. This sit. This is gonna lease soon. I mean, I don't know when. I don't have a crystal ball. You're right. Yeah, they a little bit empty for a while because I drive by here every day. You know, I see it. It's shut down. It was bought by another. I don't know who, but it was bought by another medical. I don't know what they're gonna do with it, but it will fill back up. Yes, beautiful. Beautiful the backyard. It's clean. Yes. Nice. Yeah. I guess that's the social security. There's the. I guess for the dryer. For the dryer washer. But yeah, I mean, you got plenty of space for, I think, and folding, and I don't know what else you need. You're gonna need waxing and all that stuff. And then the facial. Các bạn ơi, các bạn à, cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. À, một lần nữa, nếu các bạn suy nghĩ như thế nào hay là có ý kiến gì thì các bạn bình luận bên dưới để chia sẻ với tôi này nha. À, tại vì nhiều ý kiến, nhiều cái suy nghĩ thì nó sẽ hay hơn một cái ý kiến, một cái suy nghĩ các bạn. Để mà tôi này quyết định coi có nên mướn cái chỗ này để mở chi nhánh thứ hai, tiệm nail thứ hai hay là không. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, một lần nữa, đây là một cái video mang tính chất chia sẻ các bạn nha. Have a good day. Bye bye.